nếu mà để mà đánh về lâu về dài đánh mạnh không thể bằng được, nó kia là nó kinh khủng, nhanh. Kể cả ho ấy, mẹ em cũng bao két két mẹ mày 2 tiếng trên dài luôn, mỗi tội về thì ho lại rồi. Hai thằng mỗi thằng 2 bao, bớt lại 1 bao thì tại sao? Anh hiểu không?